vận động và cân bằng. Đó là cách mà thế giới chúng ta vận hành để tạo nên sự sống, tiến hóa, để từ đó không ngừng vươn xa. Nếu sự vận động dừng lại, vạn vật mất đi cân bằng, cũng chính là khi mọi thứ kết thúc. Đây là cách mà hội chứng mạch vành cấp đã lấy đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới. Đó cũng chính là lý do Vilinta ra đời. Vilinta là thuốc ức chế kết tập tiểu cầu thuộc nhóm hóa học hoàn toàn mới CBTB, cùng với cơ chế kép tạo hiệu quả vượt trội. Là thuốc chứng minh giúp giảm tử vong tim mạch 21% thông qua nghiên cứu Plato. Từ đó, các khuyến cáo quốc tế cả châu Âu và Hoa Kỳ đều đưa Vilinta làm lựa chọn ưu tiên đầu tay cho bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp. Vilinta chính là một bước tiến mới tạo sự cân bằng giữa hiệu quả và an toàn trong việc cứu và chữa trị hàng triệu sinh mạng con người.